thống siêu thị điện máy MediaMart. Chờ đón sự kiện vượt mốc 150 siêu thị trên toàn quốc, MediaMart gửi tới khách hàng chương trình khuyến mại giảm giá sàn hè lên đến 50%, áp dụng cho các sản phẩm TV, tủ lạnh, máy giặt, tặng phiếu mua hàng trị giá tới 8 triệu đồng, tặng quà đến 10 triệu đồng, giảm thêm 50% khi thanh toán qua VNPay QR, mua hàng trả trước 0 đồng, trả góp lãi suất 0%, TV LED 40 inch giảm 40%, giá siêu sốc chỉ 3.790.000 đồng, Smart TV 4K 55 inch giảm 45%, giá sau giảm 9.900.000 đồng, Smart TV 43 inch Sony 43W660F giảm 38%, giá sau trừ 8.110.000 đồng, tủ lạnh Samsung 236L giảm 22%, giá cực sốc 5.990.000 đồng, máy giặt lồng ngang 8kg giá ngang lồng đứng giá chỉ 4.990.000 đồng, tặng chân đế máy giặt, gia dụng với khuyến mại cực lớn, lò vi sóng Electrolux giá siêu sốc 1.290.000 đồng, nồi cơm điện Sharp 1.8L giá siêu sốc 399.000 đồng, bếp từ Goldsun giá sốc 369.000 đồng, một nồi ba chiếc inox 5 đáy xoan hầu giảm 49%, giá sau giảm 499.000 đồng. Thời điểm vàng mua laptop nhận thêm quà lên đến 3 triệu đồng, laptop Lenovo IDP 330 giá cực sốc 8.490.000 đồng, laptop Asus X407US đại giảm giá 28%, giá cực sốc 13.990.000 đồng. Sắm smartphone qua khung chỉ giá tới 6 triệu đồng, Oppo A5s giảm cực sốc chỉ còn 3.690.000 đồng, Samsung A30 32GB giảm sốc chỉ còn 4.590.000 đồng. Đổi trả miễn phí trong vòng 45 ngày, miễn phí vận chuyển và lắp đặt toàn miền Bắc. MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.